Hey, nè, tặng ngọc nè, nè, không ngay nắng nhôm từ pin nhạc nắng nè, khen nhé. Miền thầy chùm nôn pi á, lăng thông thông tèn hai chị buôn cả lỗ pi nắng. Hai dân vô viên mà ngao chuộng muối, hai nắng vô mà ăn sập chùm ra luôn mình vô mùi, hai cường xóm. Ní, miền là khổ sáu, rụm đến, tâm xó, tâm cả hô mặt tế của chma hai nắng cô sạc rầy. Hai mấy chén đi đá chì bà lại bao giờ, miền sạc lát, chì cực mốc, nâng cửa sọ. Tao hỏi lấy dọc răng thưa tặng ngọc nè. Tụi bọn láo nhóm chập đang thua thấy nè xa sánh dương ska cắt của EVN chân mát. Ôi thầy dân bông lộn tên nè. À lời nhắn dân vô bông trong mặt đông xanh má. Còn tiết nhóm cho bọn em liêng thấy đôi phòng bỏ lý liêng. Còn ai viết cho áp, nhưng cắt cho áp. Cò cháu
lâu nâng nhóm cho bắt đầu bắt đầu khuôn xáy. Đặt cô sẽ kháy, tầm cỏ hôm, tầm xó rụm đáy hay nâng bắt tên tích máu. Đặt xài sốt. Đặt bình xuống. Nhưng do khướng nó đã trôi nó buộc thấy mất. Tôm tiết nhưng phở cái đá luôn mình nhóm là bánh chọc thấy nhắn. À lời nó nhâm chập đam vô thầy đang tự án. Bê tạc phù hơi lời nhập đặt tầm xó. Tầm có hôm rụm đây mà tê hơi nâng cô tập vầy chỗ. Đặt đấy. Bẩn đặt bông trái chỗ à lấy nhưng cho đam bọc được tay con cống tôm xó nâng một tay tùng. Mà xài sốt sò sò à lấy nó nhâm đặt sò sò tặc cấy hai năm xài sốt. Cái chỗ tắt của chú má là món chứ ngành. Rồi chết là mồm chứ anh hát, lấy nhập đôi vô tiếp luôn. Ôi, làm cho nổ mình tên. À, lấy nhập mưa sẵn ta thấy đang bị chứ ăn đấy. Wow. Chứ ăn hay lấy dừng lực đôi vô tiếp luôn. Lấy bắt đầu bị nhầm đạn chi hay nhầm đạn tạc rồi chứ má. Ôi, khuyên với lòng chui mối này. Tỏ, à lấy chập rắm luôn cho mấy bộ nhầm tạc ốc nha. Ôi, lên dùng tuần nôn nè. Khoan khăn một chút. Con thấy là chui quá.
sò lò này chứ ngay nha miền chuyệt mỏng thầy dương lăng sò sò mỏng đấy à lời nhau nhau phụ thầy ăn đó ôi khẩn thầy ăn với nhau này khi nhà lăng chung ngồi mỏng ấy à lời dương nạp lại tọa bì máu ta hiện đại tích ôi mình đặt thầy có con dân làng tùm nôn nè ngon chân đặt thầy dân với em chu hơi là món ngon quá sạch thấy bây giờ ai mà ស្នាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីនេះហើយចូលជួយពួកខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ